Ba điều thường xuyên ngăn cản bạn kết nối lại với năng lượng tình yêu. Điều đầu tiên là out hết cái đầu của mình. Nếu bạn đang sống ở trong đầu của bạn, bạn sẽ luôn luôn bị tắc. Thực sự là như vậy. Thực sự là những cái suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mình rất là nhiều. Những cái suy nghĩ đấy luôn luôn dẫn dắt chúng ta chạy theo điều gì đó. Nếu mà bạn cứ tiếp tục sống trong cái vòng luẩn quẩn suy nghĩ của bạn ấy, là bạn chắc chắn sẽ bị ego bản ngã của bạn dẫn lối thêm làm theo một điều gì đấy mà bạn không hề mong muốn. Hoặc là cái năng lượng mà bạn làm cái việc đấy nó sẽ hoàn toàn sai, bạn sẽ thu lại những cái trải nghiệm vô cùng không vui đối với bạn. Nếu mà bạn cứ ở tại với suy nghĩ của bạn thì bạn sẽ không thể hiện diện trong trái tim của bạn được. Không thể nào chúng ta làm điều đấy hai việc cùng lúc, không thể vừa suy nghĩ vừa hiện diện trong trái tim của bạn được. Bạn cứ thử ngồi thiền và xem, một là bạn sẽ quan sát được suy nghĩ của bạn, hai là bạn sẽ hiện diện trong trái tim của mình. Đấy là cái tính chất của việc thiền định. Đấy là vì sao thiền định sẽ luôn giúp cho bạn trở nên kiên nhẫn hơn, trở nên anchoring vào cái moment này hơn, bởi vì thiền định sẽ giúp cho bạn bớt bị ảnh hưởng của những cái dòng suy nghĩ của bạn nhiều hơn. Có bao giờ bạn nhìn thấy cái dòng suy nghĩ của bạn chỉ có hai tính chất không? Một là phân tích quá khứ, hai là lo nghĩ về tương lai, đúng không ạ? Một bạn ở đấy vừa hỏi về nỗi sợ. Thực ra nỗi sợ nó đến từ việc bạn luôn luôn lo lắng về một cái điều gì đấy xảy ra trong tương lai nữa. Đấy là lý do vì sao chúng ta đang bị ngăn cản kết nối lại với năng lượng tình yêu.